Thưa quý vị, dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và các doanh nghiệp. Một trong những tác động lớn nhất đó là những việc trọng đại của đời người dường như cũng được đơn giản hóa. Như quý vị để ý thì nửa năm ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa phần đám cưới cũng đã bị hoãn. Có những cô dâu phải hoãn đến 3-4 lần, thậm chí chờ sinh em bé xong mới có thể tổ chức đám cưới được. Vâng, chính xác là như thế. Và tôi còn nhớ là đến hết tháng 7 âm lịch thì nhiều gia đình cũng vẫn phải hoãn cưới. Và mọi người thì cũng cho rằng là vào khoảng tháng 9 cho đến tháng 11 âm lịch năm nay thì cũng sẽ là cái mùa cưới. Nhưng mà rõ ràng là với cái tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như thế này thì điều đó cũng sẽ rất là khó, đúng không? Vâng, theo quan điểm Á Đông nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung thì lễ cưới, lễ hỏi được coi là những sự kiện quan trọng của đời người. Mặc dù vậy, việc cưới hỏi đang được người dân tự giác điều chỉnh theo hướng là tiết giảm khâu tổ chức đến mức thấp nhất hoặc là quyết định lùi hoãn thời gian để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, cho cộng đồng trong mùa dịch Covid-19. Và nhiều cặp đôi thì không tổ chức đám cưới cỗ bàn linh đình mà chỉ làm lễ đón dâu, báo hỷ gọn gàng thôi. Việc sử dụng dịch vụ cưới hỏi khá trầm lắng, điều hưu làm cho giới kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực này cũng gặp áp lực không hề nhỏ, nhất là vấn đề doanh thu cũng như duy trì hoạt động. Vâng, và do vướng rất nhiều những cái quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì các dịch vụ cưới hỏi tổ chức sự kiện gần như là chưa thể quay trở lại hoạt động một cách bình thường. Đa phần là các đám cưới ở Hà Nội thì đều tổ chức gọn nhẹ trong gia đình hoặc là trì hoãn tổ chức vào thời điểm khác. Dịch vụ cưới hỏi đặt bàn tại các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới giảm sút ngay khi bước vào mùa cưới. Dù đã thay đổi phương thức tổ chức, đưa ra các gói hỗ trợ cho các cặp đôi muốn tổ chức đám cưới, miễn phí một số dịch vụ, thế nhưng số đám cưới đặt lịch tại khách sạn này vẫn giảm xuống đáng kể. Chưa nói đến chuyện cỗ đặt rồi cũng vẫn có thể bị hoãn bất cứ lúc nào. Trước đây thì trung bình một tháng khách sạn sẽ có 10 đến 12 đám cưới. Và thời điểm hiện tại thì số lượng nó rất là hạn chế. Nó sẽ tùy vào cái quy định giãn cách xã hội của chính phủ. Gần đây nhất thì đã có cái quy định là các sự kiện được tổ chức ở Hà Nội sẽ bị hạn chế trong vòng 30 khách trên một sự kiện. Cho nên là số lượng đám cưới đặt tại khách sạn đã được hoãn lại rất là nhiều. Do dịch bệnh, các dịch vụ cưới hỏi cũng kén khách giảm giá. Chị Hương, một người tư vấn tổ chức đám cưới tại Hà Nội, dù đã thay đổi kế hoạch hoàn toàn đối với một đám cưới như thường lệ để linh hoạt với dịch bệnh. Mình ví dụ ngay việc chụp ảnh cưới nhé, là các bạn có thể là bằng thời điểm này mọi năm thì các bạn có thể đi các nơi như Ba Vì này, Đại Lải này hay là Đà Lạt này, các vùng biển này để chụp hình. Nhưng mà hiện tại là ở Hà Nội là họ chỉ có một là chụp ngoại cảnh Hà Nội, hai là chụp xong studio, chứ không thể nào mà đi xa được. Vì là đi xa thì sẽ phải đòi hỏi rất nhiều, ví dụ như thẻ xanh này, ekip phải tiêm hai thẻ xanh này, xong rồi test PCR 72 giờ này. Nhưng mà không phải ai cũng có thể đủ thẻ xanh cho cả ekip được. Thế thành ra là họ sẽ chọn phương án an toàn nhất là sẽ là tại Hà Nội, chụp tại Hà Nội và studio. Thì chi phí nó cũng sẽ giảm hơn rất là nhiều. Liệu cơm gắp mắm đang là tình trạng chung của các dịch vụ liên quan đến cưới hỏi trong thời điểm hiện tại. Ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Có lẽ thiệt hại nặng nề nhất là đơn vị tổ chức tiệc cưới. Không ít nhà hàng tiền tỷ nay phải tìm cách chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc là cắt giảm nhân viên nhằm gỡ gạc phần nào. Những năm trước thì lượng khách đặt tổ chức lễ cưới rất đông. Để có chỗ thì khách hàng phải đặt trước 1 đến 2 tháng. Đó là chưa kể các đoàn khách du lịch hay là sự kiện, hội nghị đặt cơm liên hoan. Thế nhưng dịch bệnh làm đảo lộn tất cả và doanh thu thì giảm tới 50-60%. Vâng, và dù là cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn kinh doanh trong lĩnh vực này thì người ta vẫn luôn đảm bảo tuân thủ là nguyên tắc quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Họ cũng cùng nhau là liệu cơm gắp mắm và tạo ra một cái môi trường an toàn để bảo vệ mình và cộng đồng. Hy vọng rằng một cuộc sống bình thường mới đầy lạc quan, đầy tích cực với những mùa cưới rộn rã, tươi vui sẽ sớm quay trở lại. Vâng, cũng phải nói thêm là để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại khi mà dịch bệnh vẫn tiếp diễn và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vẫn áp đặt các quy định giãn cách xã hội, các cặp đôi sắp kết hôn đang có một xu hướng mới trong cách tổ chức sự kiện trọng đại của đời mình. Đó là đơn giản hóa ngày lễ trọng đại này.
Vâng, và rõ ràng là hiếu hỉ là hai cái việc quan trọng của đời người đúng không ạ? Nhưng mà trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19 thì thực hiện việc cưới hay là tang văn đang được rất nhiều người dân tự giác điều chỉnh theo hướng văn minh và an toàn. Từ đầu năm cho đến nay thì hàng nghìn đám cưới đã được tổ chức theo hướng văn minh và đơn giản. Trong đó thì hàng trăm đám cưới cũng đã phải lùi, phải hoãn thời gian tổ chức. Và điều đó thì cũng cho thấy là ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh đang ngày càng được nâng cao. Dù đã trở lại trạng thái bình thường mới, thế nhưng nhiều gia đình tại Nghệ An khi tổ chức cưới hỏi cho con em mình đều đặt tiêu chí là phòng chống dịch lên hàng đầu. Cưới hỏi không cầu kỳ hoành tráng mà chuyển sang hình thức đơn giản và gọn nhẹ. Mặc dù tổ chức lễ cưới cho con trai trưởng, nhưng gia đình ông Nguyễn Kim Lâm ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương không tổ chức mời khách đến dự như thường lệ. Lễ cưới cũng được gộp lại 3 lễ thành một, không loa đài, không sân khấu. Thành phần tham dự đám cưới chỉ có đại diện của họ hàng hai bên. Điều đặc biệt ở đám cưới này là vắng mặt cả cô dâu và chú rể vì họ đang đi lao động ở nước ngoài. Hai con thì nó đang ở bên nước ngoài, có nghĩa là ở bên Nhật Bản á. Mà hai họ của hai gia đình thì là cũng không tổ chức cho rồng, mà chỉ có tổ chức chứ có cái nghi lễ là đám cưới cho con. Nhưng là một số anh em trong nội bộ thì vì lý do là cái dịch cho nên ta phải làm nội bộ. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát, nhiều nơi ở Nghệ An phải thực hiện cách ly xã hội, nhiều đám cưới phải hoãn, lùi thời gian. Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, các gia đình mới có thể tổ chức hôn lễ cho con em mình. Nhưng điều đầu tiên của tổ chức cưới hỏi vẫn là mời rất ít khách, chủ yếu là người thân trong gia đình. Cái dịch vụ đám cưới và cưới hỏi ở bên nhà em thì cái mùa dịch cho nên là hơi khó khăn. Một số nơi thì chỉ có 10 đến 20 mâm. Các cặp đôi là như kiểu có cái thề ước ở các giáo đường mà bây giờ vẫn chưa có thể cưới được. Thì bây giờ người ta bắt đầu có những cái mùa cưới. Đến thời điểm này thì huyện cũng đã xây dựng một cái kế hoạch và các cái hoạt động tương ứng với cái cấp độ của từng cấp độ. Đối với cấp độ 1 thì tất cả các mọi hoạt động diễn ra bình thường. Có một số cái hoạt động thì có hạn chế, trong đó có cái hoạt động cưới hỏi. Đặc biệt là trong tháng 10 á thì có rất là nhiều gia đình tổ chức cưới hỏi cho con, họ cũng tổ chức rất là hạn chế. Nội bộ một số người thì họ lựa chọn là hình thức bảo hỷ, một số người thì họ lựa chọn là tổ chức hai gia đình và sẽ không tổ chức lớn đối với khách. Cưới hỏi là câu chuyện quan trọng của đời người. Tuy nhiên vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, người dân đã tự ý thức được hình thức tổ chức đơn giản và ấm cúng, nhưng vẫn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Đây cũng là xu hướng cưới hỏi mới, văn minh và an toàn. Thưa quý vị, Covid-19 và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đều có ho, khó thở, song có thể phân biệt theo mức độ kéo dài của triệu chứng, biểu hiện, mất khứu giác, vị giác. Theo các bác sĩ thì triệu chứng của Covid-19 rất dễ nhầm lẫn với đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Do vậy nếu không biết cách phân biệt thì sẽ gây sai lệch trong chẩn đoán và làm chậm trễ công tác điều trị. Vâng, và chúng ta cũng cần phải hiểu rõ là COPD là một bệnh lý hô hấp mạn tính, trong khi nhiễm COVID-19 thì là tình trạng cấp tính. Đây là điều khác nhau dễ thấy nhất giữa hai bệnh này, và các cái triệu chứng của COPD thì đã xuất hiện từ lâu, có thể là âm ỉ, biểu hiện nặng dần và cần phải chú ý thì mới có thể nhận ra, như là ho hay là nặng ngực, khó thở khi mà leo cầu thang và giảm các hoạt động gắng sức hàng ngày. Khi mà xuất hiện các đợt cấp thì người bệnh sẽ thấy khó thở tăng lên, ho và khạc đờm nhiều hơn, đờm sẽ chuyển thành đờm mủ và bị sốt nếu như có nhiễm trùng. Các triệu chứng của COVID-19 cấp tính thì mới xuất hiện vài ngày với các biểu hiện đa dạng, nhưng mà thường gặp nhất là sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên khoảng 50% người mắc COVID-19 không có biểu hiện sốt, do vậy rất dễ nhầm lẫn với COPD nên quý vị hãy chú ý. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với blog du lịch và gặp lại chị Quỳnh Hoa và cùng xem là chị Quỳnh Hoa mang đến cho chúng ta những thông tin nào đáng chú ý. COPD là tình trạng viêm niêm mạc đường thở mạn tính gây suy giảm chức năng thông khí ở phổi. Bệnh nhân thường có cảm giác khó thở do đường thở bị hẹp so với bình thường. Về lâu dài có thể dẫn tới suy hô hấp. COPD thường gặp ở những người lớn tuổi có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc tiếp xúc khói bụi độc hại trong nhiều năm. Các biểu hiện trên hệ thống hô hấp bao gồm ho mạn tính kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, khó thở, thở gấp sức, ngực có cảm giác đau thắt chặt, thở khó khè, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, người bệnh rất dễ mắc các đợt
cấp gây khó thở tăng, ho đờm nhiều, tức nặng ngực và sốt. Nhưng dấu hiệu này khá giống với nhiều bệnh lý hô hấp thông thường khác nên bệnh nhân thường bỏ qua hoặc tự ý điều trị sai phương pháp, khiến bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng. Một triệu chứng khá khác biệt của bệnh nhân COVID-19 so với các nhiễm khuẩn hô hấp thông thường, đó là tình trạng mất khứu giác, mất vị giác. Một số người còn có thể xuất hiện các triệu chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng. Các triệu chứng nặng hơn của COVID-19 là đau ngực, khó thở, tim đập nhanh cũng có thể xảy ra. Ở những người mắc COVID-19, triệu chứng thường xuất hiện sau 2 đến 14 ngày phơi nhiễm, với các biểu hiện tương tự những bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp thông thường như sốt, gai rét, ớn lạnh, đau họng, ho, đau đầu, đau mỏi cơ. COVID-19 nguy hiểm đối với người có các bệnh lý nền mạn tính. Nếu bệnh nhân COVID-19 có kèm theo COPD thì nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong cao hơn bởi cây khí phế quản và nhu mô phổi vốn đã bị tổn thương từ trước đó.